Chào các bạn, chúng ta tiếp tục giải đề thi tiếng Anh vào lớp 6, thí điểm. Bài đầu tiên là bài chọn từ gạch chân có phần gạch phát âm khác với các từ còn lại. Câu số 1, try, try, chữ chờ này đọc là chờ luôn. Which, which, school, school, chữ chờ này đọc là âm k. Cut, cut, vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu C. Câu số 2, horse, chữ hờ này đọc là hờ luôn. Ow, ow là giờ, cái âm hờ này bị câm nha các bạn, chúng ta không phát âm ra khỏi miệng. Hundred, hat, vậy đáp án sẽ là câu B, chữ hờ bị câm. Câu số 3, true, true, new, new, và few, new, new, few, là true, vậy đáp án cũng là câu A. Câu số 4, lit, east, great, sit. Vậy đáp án sẽ là câu C đọc là A, trong khi ba cái này đọc là Y. Lit, east, sit. Câu số 5, mint, sock, bought và got. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu A. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo, là bài nối một câu với một bức tranh chỉ mùa thích hợp. Is a horse in summer? Trong bốn cái hình này, hình nào là summer đây không biết luôn. Is it cool in autumn? Is it cold in winter? Is it warm in spring? Vậy là chúng ta phải nhìn hình mới nói được. Rồi bài 3 la mã, chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D và khoanh tròn đáp án đó. Is it hot in the summer? Nhớ mùa là chúng ta xài in, mùa là xài in này. Câu số 2, I don't like math. Tôi không thích toán bởi vì nó khó, bởi vì là because. Câu số 3, bạn sẽ làm gì vào ngày nghỉ? Ngày nghỉ chúng ta nhớ xài on holiday nhé. Câu số 4, last week là tuần trước rồi, quá khứ rồi, anh ta đã lái xe đi London để thăm ông bà. Bây giờ quá khứ rồi phải xài cái động từ cột 2, ở đây động từ cột 2 là câu B, draw. Rồi chúng ta sang trang tiếp theo. Rồi câu số 5, my friend and I là chủ ngữ số nhiều cho nên chúng ta xài are. Going to play badminton, bạn tôi và tôi sẽ chơi cầu lông. Rồi bài số 4 la mã, đọc đoạn văn và chọn đáp án thích hợp nhất. London is one of the biggest cities in the world, trên thế giới. London là một trong những thành phố mà lớn nhất trên thế giới. Ở trên thế giới chúng ta nhớ xài in the world. Rồi, it's in line on the river Thames, nó nằm bên bờ sông Thames. London is famous for many things, London thì nổi tiếng với rất nhiều thứ. Tourists, các du khách đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ du khách là chủ số nhiều, chúng ta sẽ đổi nguyên mẫu là come. Tourists come from all over the world. Rồi gì nữa, để đi thăm những cái tòa nhà cổ kính của nó, để đi thăm đó chỉ mục đích chúng ta xài to visit. To visit its historic building such as Buckingham Palace, where the Queen lived, and the House of Parliament, where you can see, and nơi đó bạn có thể ngắm nhìn và gì, cái đồng hồ nổi tiếng, và xem cái đồng hồ nổi tiếng này, watch, Big Ben. Họ còn đi đến để thăm nhà hát, bảo tàng và những cửa hàng, ví dụ như Hard Rock, nơi bạn có thể mua mọi thứ. Đằng sau can là động từ nguyên mẫu, chúng ta xài câu A. Và tất nhiên rồi, họ muốn muốn gì, đi đi cái gì đó, muốn đạp một cái xe đạp ở bên cạnh sông. Rồi sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh nè. What is the matter with you? Rất là dễ, có chuyện gì với bạn thế? Câu số 2, mẹ của tôi bị đau bụng. My mother has a stomachache. My mother has a stomachache. Câu số 3, anh ta nghe nhạc pop music. He listened to pop music. He listened to pop music. Câu tiếp theo là chúng là we. We went to the theater last night. We went to the theater last night. Rồi rất là dễ,